Bảo vệ ví Pcoin trước 1001 trò lừa đảo. Chào bạn, chào các Pioneer. Từ rất lâu, chúng ta đã bàn luận về các chiêu trò mà bọn scam thường hay sử dụng để lừa đảo người dùng, để dụ dỗ Pioneer nhập 24 từ khóa khôi phục để chúng có thể cướp Pi bên trong ví. Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo, nhưng hiện tượng này vẫn còn xảy ra rất nhiều và ngày càng tinh vi hơn. Rất nhiều các trường hợp người dùng bị lừa đảo và hack mất ví Pi đã xảy ra. Nạn nhân thông thường đã sử dụng Pi Browser truy cập vào các website có tên miền giống với các dự án lớn trên Pi Network, ví dụ như Pi Chainmo hay thậm chí là Pi Browser. Chúng làm giả ngay đến cả giao diện cũng giống 100%, khiến các Pioneer khó lòng phân biệt được. Bảo vệ ví Pi và tài sản Pi luôn là mục tiêu hàng đầu khi chúng ta tham gia vào dự án. Chính vì lẽ đó mà trong video ngày hôm nay, Pi Network Daily sẽ cùng các bạn điểm qua những lưu ý quan trọng để chúng ta có đủ kiến thức và cẩn trọng hơn khi tham gia vào Pi Browser, cũng như bảo vệ được tài sản Pcoin của mình. Đây chắc chắn sẽ là thông tin cực kỳ hữu ích cho các bạn. Xin mời các Pioneer hãy theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Chỉ cần chú ý tên miền là đã tránh được 99% rủi ro. Trên thực tế thì đa số các vụ hack ví Pi đều xuất phát từ mất 24 từ khóa. Phần lớn đến từ việc các Pioneer lơ là cảnh giác, truy cập vào các website giả mạo, sau đó nhập từ khóa khôi phục ví khi được yêu cầu. Càng ngày, các tên miền giả mạo càng được nâng cấp và thiết kế giống y như dự án thật. Ví dụ như dự án Pi Chainmo có tới hàng chục tên miền khác nhau. Ví dụ như pichainmo.com, pichainmo.com, shop.pichainmo.com. Nhưng thật ra, tên miền chính xác của dự án lại là pichainmo.com. Vì Pioneer không cẩn thận, thiếu thông tin nên không biết đâu là tên chính xác, sẵn sàng click vào các đường link, thiết kế website giả y như website thật nên Pioneer ngay lập tức mất cảnh giác. Để đảm bảo được việc dùng đúng tên miền của các dự án, Pioneer nên tìm hiểu kỹ trước khi truy cập vào. Có thể vào trực tiếp dự án và lấy link, không dùng các link trôi nổi trên mạng hoặc của một người lạ gửi cho mình. Ngoài ra, tuyệt đối không nhập 24 từ khóa vào bất kỳ nền tảng nào ngoại trừ ví Pi của ứng dụng Pi Browser. Phần 2. 24 từ khóa Cipher là chốt chặn mạnh mẽ nhất. Quan trọng nhất trong bảo quản tài sản crypto vẫn là 12, 24 hay là 36 từ khóa khôi phục. Trong mọi trường hợp, Pioneer tuyệt đối không được chia sẻ hay nhập chúng vào các website và nền tảng mà mình không rõ nguồn gốc. Hiện nay, nền tảng duy nhất mà Pioneer có thể tin tưởng để nhập từ khóa khôi phục là mục ví wallet ngay bên trong Pi Browser. Bên cạnh đó, Pioneer có thể ghi chép từ khóa bảo mật ra sổ, giấy và cất chúng ở một nơi an toàn, hạn chế tối đa lưu trên máy tính. Đối với các blockchain khác, hiện nay đã có các ví lạnh, ví cứng để bảo vệ tài sản crypto được an toàn hơn. Chúng tôi tin chắc, trong tương lai gần, Pi Network cũng có thể tích hợp các loại ví này để giúp user bảo vệ Pcoin an toàn hơn. Ngoài ra, tính năng Web3 được mở rộng trên Pi Browser chính là một con dao hai lưỡi, vì nó cung cấp thêm công cụ cho nhiều hacker giả dạng chính ví của Pi Network. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Phần 3. Cẩn thận hơn với Web3 trên Pi Browser. Cơ bản thì Pi Browser là một công cụ giúp Pioneer có thể truy cập vào Web3. Mặc dù được phát hành bởi Pico Team, điều này không có nghĩa là nó an toàn tuyệt đối, vì nó chỉ là công cụ và các hacker hoàn toàn có thể xây dựng các website để tấn công người dùng. Bên trong suộc cốt của các website trôi nổi trên Pi Browser không chắc chắn an toàn 100%. Không ai, thậm chí là cả Pico Team, có thể đảm bảo luồng cốt đó sạch sẽ và bảo vệ Pioneer. Trường hợp xấu nhất là chúng có chứa các mã độc. Chỉ cần kết nối ví, nó có thể quét hết số Pi ngay bên trong ví của Pioneer. Bên cạnh đó, đã bắt đầu xuất hiện các website mà khi truy cập vào thì giao diện của nó giống 100% so với bản gốc của ví Pi. Điều này khiến các Pioneer không thể nào phân biệt được hàng gốc và hàng fake. Chúng tôi đang muốn nói tới tên miền wallet.pibrowser.org. Nếu bạn dùng ứng dụng Pi Browser để vào trong web này thì nó sẽ hiện ra giao diện giống 100% bản gốc. Chỉ cần nhập 24 từ khóa vào đây là ngay lập tức ví của bạn sẽ bay màu. Để bảo vệ tài sản Pi trong các tình huống này, Pioneer hãy cẩn thận không lướt web bằng tính năng Web3 trên Pi Browser. Chỉ đăng nhập ví Pi vào đúng ứng dụng wallet duy nhất của Pico Team phát hành. Trên đây là các lưu ý mới nhất nhằm giúp Pioneer nhận dạng được rủi ro lừa đảo và hack ví. Mọi người cần phải tỉnh táo và cẩn trọng các thao tác liên kết với Pcoin của chính mình. CryptoDickVan rất vui khi cùng các bạn đồng hành và khám phá Pi Network trong suốt thời gian vừa qua.
Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like và subscribe ngay kênh CryptLeakVN để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới P Network. Cảm ơn tất cả Pioneer đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.